Vâng, Trường Phát xin chào mọi người đã xem video trên kênh của Trường Phát. Trong video hôm nay em đã test và giới thiệu đến mọi người một chiếc âm ly đài cổ của hãng Zeantic, model là STA7. Vâng, một thương hiệu đến từ Mỹ. Âm ly có size chiều ngang là 42 cm. Trước tiên em sẽ test một đoạn nhạc để test âm ly. Và nguồn nhạc mà em đánh trực tiếp từ trên TV cắm thẳng vào âm đi và đánh với cặp loa Bass 25 của Nhật, công suất là 70W một chiếc. Đời đã không mây và những không mây tiếp theo sau để trôi tất cả sống chân chênh dòng đời lên đây chẳng mãi ấm gia đình đôi khi tội tình nhìn thương mà thương mong mình thuở mới yêu xưa người đã phải nói là chất âm của âm ly Zeantic rất là tuyệt vời, chi tiết tách bạch giữa nhạc và lời. Vâng, em sẽ quay chi tiết mặt trước cho các bác. Mặt trước của âm ly là màu đen và nó là mặt nhựa nhé, nên là không thể tránh khỏi những cái vết nhỏ nhỏ ở bên góc đó, có một vài chỗ nó bị sứt ở bên rìa. Những chiếc âm đi mặt nhôm phai cũng không thể tránh khỏi. Đây là âm đi mặt nhựa. Volume ở chính giữa. Đó, vừa rồi em chỉ mở đến hơn số 2 một chút thôi. Mà đánh rất là thanh thoát. Bên ngoài cùng đó là cái nút để xoay chuyển chế độ kênh AUX Phone chuyển sang FM. Và đây là bass check, bật lăng cân vế. Bên ngoài cùng nó là cái kênh đúng để dò đài nhé. Vâng, đây là có cầu A, cầu B, power, bật tắt nguồn. Đó. Âm ly có size 42 cm chiều ngang. Mặc dù không cao lắm, nhưng mà size của nó là vẫn là size 42. Đặc biệt là âm ly đài nên là có cái bảng đèn màu xanh rất là dài chạy từ đầu bên này sang đầu bên kia với các chữ số màu xanh rất sáng. Ở bên ngoài nhìn màu xanh rất đẹp các bác nhé. Đây là ban ngày, ban đêm này còn sáng nữa. Em sẽ
test chi tiết để cho các bác biết rõ hơn. Người lại cho ta hồ nước mắt lưng trong khi ta chạnh lòng ngồi volume to nhỏ. Volume chỉ lên số 3 thôi mà bass check lên rất đã các bạn, bên ngoài nghe thực tế rất là hay, bass lên rất sâu. Giờ vương cơn đau cơm cõi xanh sao, những cơn đau hồi xanh dớn lại. Cảm ơn em bạn bè nơi nào gửi chút xót xa người, thêm đôi tuổi trời thở hơi thở ấm ơn đời. Quý vị và các bạn, sau hơn 3 năm triển khai tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, rất nhiều kênh các bác nhé. Đây là một chiếc âm ly vừa nghe nhạc vừa kết hợp nghe đài được. Bác nào fan của radio thì có thể một chiếc âm ly vừa nghe nhạc và vừa nghe radio rất tiện lợi. Cảm ơn em bạn bè nơi nào gửi chút xót xa người, thêm đôi tuổi trời thở hơi thở ấm ơn đời. Tắp các bác nghe cổng tắp thì sẽ đấu vào tap in ở bên sau. Đây em đang đấu vào cổng AUX nhé. Đây là tap H. Vâng, mọi chức năng của Omni như là nghe nhạc và đài vẫn còn hoạt động tốt. Đài bắt được rất nhiều kênh. Âm thanh nghe rõ, bắt khỏe. Rồi, đây là cái phần nắp lưng của Omni. Đây là vẫn là sơn zin đi theo máy nhé các bác nhé. Nhìn vẫn khá là ok luôn. Đó là Omni dùng cho thị trường châu Âu nên là chất lượng làm rất là kỹ, với vỏ của nó rất là dày nhé.
vỏ nó dày và nặng. Và đây là mặt sau. Âm ly dùng cho thị trường châu Âu nên là điện 120V. Và có hai cầu bắt loa nha các bác nhá. Đây em đang bắt một cặp này. Bên này có thể bắt thêm một cặp nữa đây. Và đánh được cả hai cầu AB luôn. Zetix STA7. Âm ly thì không thể để công suất, nhưng các bác đối với hàng của Mỹ thì cũng các bác không nên, không cần quan tâm đến cái công suất của nó, kể cả loa Mỹ, rồi là âm ly Mỹ là họ rất ít để công suất, nhưng mà đánh những cặp loa to rất thoải mái luôn. Đây đang ghép cái cặp loa Nhật Bass 25 đánh như là những chiếc âm ly 200W rất khỏe. Đây đang đấu vào cổng AUX. Ngoài ra các bác có thể đấu vào cổng in của TAP, thì bật cái chế độ nút TAP ở trước mặt lên là nó sẽ hát được. Và đây là cái là anten đài. Còn số serie được gắn trên một miếng nhôm. Đó, âm ly Nhật hoặc là âm ly Mỹ hoặc Đức, Nga họ rất hay gắn trên miếng nhôm nhé. Đây là số serie rất là rõ, 4506330, 4506330. Và đây là chiếc âm ly với model cũng rất ít thấy, không có nhiều ở thị trường Việt Nam. Và đây là chiếc âm ly được thiết kế với vỏ khá dày và rất khó tháo các bạn, phải bắt tháo ngọn ốc ở sau và cả ở bên dưới và rút nó ra đằng sau, nên là em sẽ không tháo ra nữa, em sẽ cho các bác xem qua hình ảnh. Và trước kia em đã tháo ra để kiểm tra. Đây là nội thất bên trong của chiếc âm ly Zetix STA7 mà em đã tháo ra. Em sẽ chụp lại để cho các bác xem kỹ đây. Đây là bên nắp nguồn. Bên nắp nguồn của âm ly bọc kín màu vàng óng. Đó, chiếc âm ly của thương hiệu Mỹ nên là chất lượng nó cũng rất là cao. Đây, các bên mạch của âm ly. Âm ly sẽ hai con IC kiểu như là Sanken, nó kiểu như là to như thế, hai vít ở bên ngoài, nhưng mà nó không phải là sò Sanken các bác nhé. Âm ly của Mỹ thì đa số là nó sò nó cũng khác so với âm ly Nhật, sò rất lạ. Bên mạch của âm ly em đã kiểm tra và vẫn còn zin chưa qua sửa chữa, chưa thay thế bất kỳ một bộ phận nào. Đó, em bao zin cho các bác nên là các bác yên tâm về chất lượng của âm ly, tuy nhỏ gọn nhưng mà rất là nặng nhá. Ok, bác là có nhu cầu chiếc âm ly vừa nghe nhạc vừa nghe đài thì liên hệ với em qua số điện thoại 0935 668 698 hoặc kết bạn Zalo để biết thêm chi tiết. Giá em đang ở trên bài và giá đang là không bao ship, các bác mua vui lòng chịu phí ship. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại.